Bên mình thì có cái dịch vụ gọi là anti-aging, là phối hợp nhiều công nghệ là U-therapy, Themax, rồi sóng cao tần. Bữa nay em thấy có cái công nghệ gì hai gì đó chị? HIFU đó phải không? Dạ. HIFU đó, đó là những cái công nghệ mà đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Thì cái giá nó sẽ mềm hơn công nghệ U-therapy. Vì U-therapy là công nghệ đến từ Mỹ, nó có nhiều đầu tiếp khác nhau để đi đến từng lớp da. Cái máy của U-therapy nó sẽ có cái màn hình để tụi mình nhìn rõ được rằng cái này là đến đúng cái lớp nào, bác sĩ có thể điều chỉnh rất là chuẩn và điều trị đúng với cái lớp mà mình mong muốn đó. Và bên mình thì có cái dịch vụ gọi là anti-aging, là phối hợp nhiều công nghệ là U-therapy, Themax, rồi sóng cao tần. Em biết tại sao không? Dạ sao vậy chị? Đây là chị nói ví dụ như đây là đầu tiếp U-therapy thì em thấy là cái đầu 4.5, còn đây là đầu tiếp U-therapy 3.0. nhưng mà về cái tiết diện thì nó rất là rộng, nó bao trùm trên những cái vùng má của mình, nhưng nó không thể đi vào những cái hốc gương mặt của mình. Nó có cái đường cong chứ nó không phải là mặt phẳng, thành ra những cái đường cong như vậy thì em phải sử dụng những đầu tiếp khác, như đầu tiếp Themax chẳng hạn. Em thấy nó bé bé như vậy nó đi ở vùng mắt nè, còn cái to to đi những cái hốc, thì như vậy là đảm bảo là gương mặt của mình chỗ nào cũng được chăm sóc, không bị sót chỗ nào. Đi sâu phải có chảy máu không chị hả? Không, cái này là không xâm lấn. Mà cái hay của công nghệ một cái là đi sâu đến lớp hạ bì bằng cái lớp cân cơ phẫu thuật, nhưng mà lại không có chảy máu, không cần nghỉ dưỡng. Và sau khi em điều trị xong là em có thể đi về tối với trang điểm, đi ăn tiệc bình thường. Dạ, chào chị. Cảm ơn em.